Bác sĩ tiết lộ ăn cơm tối vào đúng giờ này, cả đời không lo bệnh tật, càng ăn càng sống thọ. Bà con cô bác thân mến, đại dịch Covid-19 khiến thói quen sinh hoạt và ăn uống của nhiều gia đình bị thay đổi. Trước đây không ít người thường ăn tối vào lúc 19 giờ hoặc muộn hơn, nhưng như thời nay thì thời điểm này có thể là sớm hơn. Trên thực tế thì giờ ăn tối lý tưởng của mỗi người sẽ là khác nhau dựa trên nhịp sinh học của họ. Nếu bà con là người hay thức khuya, sẽ có xu hướng ăn tối muộn hoặc nếu không ăn vặt trước khi đi ngủ. Ngược lại, nếu bà con là một người hay đi ngủ sớm và dậy sớm, thì bà con sẽ có xu hướng ăn tối sớm hơn. Tuy nhiên thì điều đó cũng không có nghĩa là bà con sẽ được phép ăn tối quá sớm hoặc quá muộn, bởi vì dù theo cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và hệ tiêu hóa của bà con. Vậy câu hỏi đặt ra là ăn tối vào thời điểm nào sẽ là hợp lý nhất? Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, thói quen ăn tối lúc 19 giờ sẽ phù hợp với nhịp sinh học và nhịp điệu sinh hoạt của nhiều người nói chung. Đồng quan điểm thì giới y khoa cũng cho rằng từ khoảng thời gian 18 giờ đến 20 giờ là thời điểm lý tưởng nhất để ăn tối, bởi vì nó cho phép người bình thường có đủ thời gian để tiêu hóa trước khi lên giường ngủ vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ đêm. Hoàn toàn không có gì sai với một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ, nhưng ăn một bữa tối quá muộn lại có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con một cách tiêu cực. Ăn tối muộn có thể khiến cân nặng của bà con tăng không kiểm soát, làm tăng mức cholesterol và insulin trong máu, đồng thời tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, cùng với các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe khác. Các chuyên gia dinh dưỡng lý giải rằng, việc ăn quá no sẽ khiến cơ thể tác động tiêu cực đến giấc ngủ, dẫn đến chứng trào ngược dạ dày. Khi chúng ta nạp một lượng thức ăn vào dạ dày rồi nằm xuống ngay lập tức, lượng thức ăn đó có thể gây ra tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra, việc ăn quá sát giờ đi ngủ còn có thể làm giảm chất lượng của giấc ngủ bà con, làm tăng tình trạng viêm nhiễm và khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Khi đi ngủ, bà con có thể bị đổ mồ hôi vào ban đêm hoặc bốc hỏa. Theo kết quả của nghiên cứu trên tạp chí Nutrien, việc ăn uống quá muộn sẽ gây ra một loạt các yếu tố có thể gây tăng cân cho cơ thể. Thời gian ăn uống không bình thường có thể tạo ra sự gián đoạn về hệ thống sinh học. Do đó, nếu có xu hướng ngủ sớm, bà con nên ăn tối sớm hơn, khoảng 18 giờ. Một loạt các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng việc ăn nhiều calo hơn vào buổi đầu ban ngày sẽ tốt cho sức khỏe thay vì ăn cuối ngày vì có thể khiến chúng ta tăng lượng mỡ tích tụ trong cơ thể. Ngoài ra, việc ăn tối vào giờ nào còn phụ thuộc vào giờ ăn trưa và ăn sáng của bà con. Do tình hình dịch bệnh mà giờ ăn trưa của nhiều bà con dường như đã bị thay đổi và điều này cũng liên quan mật thiết đến giờ ăn tối. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu bà con ăn trưa càng muộn thì cơ thể càng kém sẵn sàng cho một bữa tối sớm. Ngược lại, nếu bà con ăn trưa quá sớm thì buổi tối sẽ thường kéo đến sớm hơn. Vì vậy, nếu bữa trưa của bà con bắt đầu lúc 11 giờ sáng, thì bà con nên ăn một bữa nhẹ vào khoảng 13 giờ chiều và cách bữa tối từ 2 đến 3 tiếng để cơ thể không cảm thấy quá đói hay quá no. Bữa ăn nhẹ xen kẽ này sẽ giúp bà con không bị đói và đồng thời cũng hạn chế được tình trạng ăn quá nhiều đồ ăn vào bữa tối. Bên cạnh đó thì hormone của cơ thể giữa nam và nữ là khác nhau và nó ảnh hưởng đến mọi thứ từ tính cách, vẻ bề ngoài cho đến cả thói quen ăn uống của chúng ta. Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thường có sự linh hoạt về giờ ăn hơn so với nam giới. Theo các chuyên gia, những người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là giai đoạn hoàng thể của chu kỳ kinh nguyệt, giai đoạn sau rụng trứng và kết thúc khi có kinh nguyệt lần tiếp theo, cần cung cấp nhiều năng lượng hơn và quá trình đốt cháy các chất dinh dưỡng như protein, carbohydrate hay chất béo lâu hơn giúp giữ lại năng lượng và lượng đường trong máu ở mức ổn định, duy trì cân nặng hợp lý và giấc ngủ chất lượng hơn. Trái ngược lại với phụ nữ, hormone của đàn ông dao động ít hơn. Các chuyên gia giải thích rằng đàn ông không có nhịp điệu tần số cao, vì vậy họ có thể giữ nguyên giờ giấc ăn uống và sinh hoạt của mình mà không bị thay đổi quá nhiều giống như phụ nữ. Đối với những người muốn giảm cân, thời điểm ăn tối lý tưởng và tuyệt vời nhất nên là trước 19 giờ tối. Một số nghiên cứu cũng cho rằng chúng ta nên ăn bữa tối là bữa cuối cùng trước khi cơ thể bắt đầu giải phóng melatonin và chuẩn bị cho giấc ngủ. Khi trời tối thì não bộ được báo hiệu bởi sự thay đổi của ánh sáng và bộ não bắt đầu giải phóng melatonin. Đây là nhịp sinh học có liên quan chặt chẽ đến quá trình trao đổi chất. Các nghiên cứu khác đồng tình với điều này và cũng kết luận rằng việc ăn muộn hơn có thể làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Do đó, điều này có thể làm tăng nguy cơ tăng cân và các vấn đề của sức khỏe liên quan. Việc ăn tối quá muộn hoặc quá sát giờ đi ngủ thường cho thấy ở những người làm việc theo ca. Hơn nữa thì nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng ăn tối muộn hơn cũng có liên quan đến tổng lượng calo hàng ngày. Do vậy, để giảm cân, bà con nên ăn tối trước khi mặt trời lặn để có lợi ích tốt nhất. Nhờ đó mà bữa tối sẽ không làm gián đoạn nhịp sinh học của bà con. Nhưng hãy nhớ rằng đồ ăn nhẹ lành mạnh vẫn có thể có chỗ đứng nếu bà con cảm thấy quá đói. Với những người bị trào ngược axit dạ dày thì nên ăn tối ít nhất là 3 giờ trước khi đi ngủ.
Điều này sẽ cho phép cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa hoàn toàn bữa tối cuối cùng, giảm nguy cơ trào ngược xảy ra vào ban đêm. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản là một tình trạng tiêu hóa, trong đó thì axit dạ dày bị trào ngược lên thực quản. Bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn do căng thẳng hoặc do một số loại thực phẩm, thời gian bữa ăn và các yếu tố khác tùy thuộc vào từng người. Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, bữa tối dường như trở thành bữa ăn chính cho tất cả mọi người bởi tính chất công việc, chuyện học hành, vân vân. Mọi người thường ăn qua loa vào bữa sáng, bữa trưa tùy biến nơi công sở, trường học. Chỉ có bữa tối là chúng ta mới có đủ thời gian để quây quần bên nhau, cùng ăn, cùng trò chuyện và bổ sung thật nhiều dinh dưỡng để bù lại một ngày ăn uống không điều độ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người cho rằng việc nhịn ăn tối là có thể giúp giảm cân, giảm vòng eo một cách đáng kể, nên họ không bao giờ ăn tối mà đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Quan điểm ấy thật sai lầm và nguy hại đến sức khỏe. Ăn tối đúng cách là không được nhịn bữa tối, bởi cơ thể rất cần được cung cấp năng lượng sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi nhằm khôi phục và tái tạo hoạt động cho các tế bào. Cũng chính vì vậy mà bữa tối sẽ làm nhiệm vụ bắt buộc. Việc không ăn tối có thể khiến bà con bị hạ đường huyết và luôn cảm thấy rất mệt mỏi, căng thẳng. Bên cạnh đó thì theo nhiều chuyên gia, không ăn tối hoặc ăn tối quá nhiều đều là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh béo phì và tiểu đường. Đồng thời thì điều này còn gây rối loạn nội tiết và làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe về sau. Nếu như chúng ta nhịn ăn tối hoặc ăn tối quá ít cũng sẽ khiến cho cơ thể bị thiếu đường, thiếu năng lượng. Lúc này thì theo phản ứng tự nhiên, cơ thể sẽ tự làm tăng đường và gây nên bệnh đái tháo đường. Còn nếu ăn tối quá muộn thì cũng sẽ gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Sau 20 giờ tối, bà con tuyệt đối không được ăn tối nữa bởi vì sẽ gây nên tình trạng khó tiêu và khiến bà con mất ngủ. Tiến sĩ Cổ Khải, Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh của Trung Quốc cho biết rằng nếu ăn tối quá trễ sẽ dẫn đến một số bệnh nguy hiểm như sỏi đường tiết niệu. Sau bữa ăn khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ, bà con sẽ phải đi tiểu tiện. Và nếu ăn tối quá muộn, khi đang chìm sâu trong giấc ngủ, bà con sẽ lười dậy để đi tiểu, từ đó dẫn đến tình trạng ứ đọng các chất độc như oxalat, canxi, canxi uric trong cơ thể. Lâu dần có thể gây nên các căn bệnh về sỏi thận, sỏi đường tiết niệu. Thứ hai, béo phì. Ăn tối quá muộn khiến nồng độ axit chất béo và đường trong máu tăng cao, cộng thêm với việc ít vận động, nhiệt năng tiêu hao sẽ ít đi, khiến các chất béo tích tụ và làm tăng nguy cơ béo phì. Thứ ba là tăng huyết áp. Sau khi ăn xong rồi mà đi ngủ luôn sẽ khiến sự lưu thông máu bị chậm lại, gây tích tụ ở các thành mạch, gây xơ vữa động mạch. Và cuối cùng là căn bệnh tiểu đường. Insulin có tác dụng kiểm soát và làm giảm lượng đường trong máu. Khi ăn tối quá muộn và ăn quá nhiều, lượng insulin sẽ giảm đi, từ đó sẽ gây tăng đường huyết dẫn đến bệnh tiểu đường. Còn nếu ăn tối sớm với thức ăn nhiều, đặc biệt là bổ sung các chất carbohydrate hay protein từ động vật quá nhiều cũng có nguy cơ dẫn đến căn bệnh béo phì. Vậy nên tốt nhất, bà con chỉ nên ăn thật nhiều chất xơ vào buổi tối, khoảng 80% so với bữa trưa và sau đó một tiếng thì uống thêm một ly nước ấm, hạn chế ăn quá nhiều thịt đỏ và đồ ngọt. Một nghiên cứu về y học cũng cho thấy rằng những người ăn nhiều thịt vào buổi tối có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu cao gấp 4 lần so với những người ăn nhiều rau. Nhất là đối với những loại thịt đỏ như thịt bò, thịt heo, v.v. bởi vì chúng khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc liên tục. Với những người bị tăng lipid máu, tăng huyết áp thì việc ăn vào bữa tối nhiều thịt sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn bởi lượng cholesterol tăng cao. Ăn nhiều bánh kẹo, hoa quả hay uống sữa nhiều đường vào buổi tối cũng khiến cơ thể bị tích lũy chất béo, dễ gây tăng cân và béo phì. Vì vậy cho nên bà con cần hạn chế các loại đồ ngọt vào buổi tối. Nếu muốn thưởng thức các món chè, bánh ngọt thì tốt nhất là nên ăn sau bữa trưa vào bữa khoảng 13 giờ chiều. Ăn tối đúng cách không chỉ thể hiện ở việc ăn đúng giờ, kiêng chất béo, thịt đỏ mà còn thể hiện ở việc qua chúng ta ăn gì vào bữa tối. Buổi tối là thời điểm mà cơ thể ít đốt cháy năng lượng và thậm chí là không tiêu hao gì cả. Vì thế nếu ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng như đường, đạm, protein sẽ khiến cho hệ thống tiêu hóa phải hoạt động liên tục, dễ gây mất ngủ, đồng thời lại tích lũy mỡ và đường nên dễ gây tiểu đường và béo phì. Dưới đây là một số thực phẩm mà mọi người thường xuyên bổ sung vào bữa tối. Đầu tiên là thực phẩm giàu khoáng chất. Cơm là một loại thực phẩm rất thích hợp cho bữa ăn tối vì giúp tăng cường giấc ngủ. Sau khi ăn cơm khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ, một số chất trong cơm sẽ kích thích não đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Ngoài cơm thì bà con có thể chọn ăn bánh bao. Tuy nhiên, đối với những người trong giai đoạn ăn kiêng thì cần phải hạn chế tinh bột. Thứ hai là thực phẩm chứa tryptophan. Đó là một số loại ngũ cốc, rong biển và chuối. Những loại thực phẩm này sẽ giúp bà con có cảm giác nhanh no và no lâu. Sau khi đi vào cơ thể sẽ kích thích bài tiết dịch insulin và nâng cao lượng tryptophan trong não. Thực phẩm chứa vitamin nhóm B. Những loại thực phẩm giàu vitamin như là B12, giống như là trứng, sữa hay là gan động vật có thể duy trì sự ổn định của chức năng thần kinh, giảm sự mệt mỏi và căng thẳng, đồng thời giúp chúng ta ngủ ngon hơn.
Một số loại rau chứa vitamin B6 như bắp cải sẽ thúc đẩy quá trình tổng hợp đường huyết và cải thiện giấc ngủ. Ngoài bữa tối ra, hai bữa còn lại trong ngày là sáng và trưa cũng rất quan trọng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bà con nên ăn bữa sáng trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi mà bà con thức dậy. Bữa sáng rất quan trọng để bổ sung thêm năng lượng và đường trong máu sau giấc ngủ kéo dài 6 đến 8 giờ. Điều đó sẽ giúp cơ thể giữ được lượng đường trong máu ở mức cân bằng, tạo cho bà con cảm giác chịu đựng nhiều năng lượng hơn. Những thực phẩm nên ăn là bột yến mạch, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, trái cây và rau quả. Sau bữa sáng, bà con sẽ có bữa trưa vào khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ sau khi ăn sáng. Nếu bà con ăn trưa quá muộn sẽ khiến năng lượng cơ thể bị thiếu hụt. Những thực phẩm chúng ta nên dùng vào bữa trưa là các nhóm thực phẩm nhiều protein, đường, tinh bột phức, chất béo lành mạnh và chất xơ. Những chất dinh dưỡng này là rất cần thiết vì nó sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả các năng lượng để hoạt động trong khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ tiếp theo. Một bữa ăn nhẹ vào khoảng thời gian giao thoa giữa bữa sáng và bữa tối là cực kỳ cần thiết cho cơ thể. Theo đó thì thời gian này, năng lượng được cung cấp từ thực phẩm của bữa trưa đã tiêu hao gần hết. Bổ sung dinh dưỡng vào thời điểm này sẽ giúp chúng ta làm việc có hiệu quả hơn vào cuối giờ chiều. Những thực phẩm nên bổ sung đó là salad trái cây, sinh tố, các loại hạt, sữa chua trái cây và súp rau. Việc ăn từ 4 đến 5 bữa nhỏ trong một ngày sẽ tốt hơn là chúng ta chỉ ăn 3 bữa lớn, vì các bữa nhỏ trong ngày sẽ giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, đồng thời giúp ổn định lượng đường trong máu liên tục trong ngày. Và điều này cũng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh mệt mỏi, ợ nóng và những đột biến về lượng đường trong máu. Đây cũng là phương pháp tuyệt vời để kiểm soát trọng lượng và độ bền năng lượng của cơ thể. Bên cạnh đó thì việc cung cấp cho cơ thể khoảng 6 đến 8 ly nước lọc để phòng tránh tình trạng cơ thể bị mất nước là điều cực kỳ cần thiết. Như vậy là trong nội dung chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã cung cấp cho bà con cô bác những thông tin về việc ăn tối đúng cách và cung cấp đầy đủ năng lượng, vừa hạn chế bệnh tật và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Hãy ăn uống khoa học để có được một sức khỏe bền bỉ bà con nhé. An tâm sống khỏe, cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.